Cho nên cái người mà người ta mắng mình á, là tao có quyền mắng, tại vì khi đó người ta đang phiền giận mình. Nhưng nếu mình có chánh niệm mà mình biết nghe đó, thì mình sẽ thấy rằng bây giờ tôi chỉ có thể nghe nhiêu đây thôi, và tôi nghe rồi là tôi về nhà tôi không đem theo. Chờ hôm trước ở tại chùa, hình như chùa Quang Minh đó, Pháp Hòa có nói mình tu chứ mình không có ngu. Ai chửi mình biết, nói móc nói xéo mình biết hết á, đâu có ngu đâu không biết. Nhưng mà sở dĩ mình không mắng lại, mình không nói lại là tại vì mình tu. Và có chánh niệm sẽ giúp cho mình sống được. Thưa đại chúng, nhà Phật chúng ta thường dùng hai cái danh từ là phiền não. Chữ phiền á, khi mà chữ tàu người ta viết á, nó có cái chữ, một bên là chữ hiệt, một bên là chữ hỏa. Lửa mà ở trong đầu á, nó đốt rần rần lên cho nên kêu phiền. Còn chữ não mà chữ người tàu người ta viết á, một bên có bộ tâm, một bên có bộ xuyên. Trong chữ não đó, có cái xuyên là nó đâm thủng vô, đâm thủng vô tâm kêu não. Lửa mà đốt rần rần kêu phiền. Vậy thì đại chúng thấy mỗi lần mà ai làm cái gì trật ý mình cái là bắt đầu cái đầu mình nó làm sao? Nó rần rần, nó nóng lên rồi. Rồi cái tâm mình nó bực tức lên rồi. Thế gọi là phiền não. Cho người, cái đó người ta gọi là tiếng Hán, nó viết chữ đó gọi là tượng hình. Cho nên chữ nhẫn cũng vậy. Thí dụ như là mình nhẫn. Nhẫn thì người ta viết trên này chữ dao, dưới là chữ tâm. Cây dao mà cắt vô tâm mình chịu được gọi là nhẫn, chứ không có gì oan ức hết. Vậy thì thưa đại chúng, phiền tức là khi mà, nói chung lại, nói chữ phiền não nghĩa là khi cái gì mình tiếp xúc mà mình không đồng ý. Lý do là mình không đồng ý, tại vì cái ngã của mình. Ví dụ thôi, bây giờ mục đích á, hôm nay là đặt cái bàn ở trên đây, và cái mục đích ai cũng biết là để cái bàn này để cho thầy ngồi nói chuyện. Rồi cái mình, cái người trưởng mà lo việc này, người ta muốn sắp về 1, 2, 3, 4, cái người ta bước vô, người ta thấy người khác sắp ngược lại, thay vì để giữa để xé một bên. Mà chỉ cần bước vô mà thấy trật ý mình đã quy định thôi, thì cái gì xanh? Cái đầu mình nó rần rần rồi, gọi là phiền, phải không? Rồi cái tâm mình nó bực bội thì kêu là não. Nóng lên, tôi đã dặn để giữa mà tại sao để không? Là lửa nó rần rần lên rồi. Như vậy thì phiền não là do cái gì mà sao? Do mình chấp. Do mình chấp. Nhưng mà mình không hỏi là ủa tại sao để cái bàn ở giữa? À không để ở giữa. Thì người ta mới nói ồ, tại vì ở giữa hồi nãy đi á, đi cọp kẹp thấy nó mục, sợ để chỗ này một hồi nó rớt, nó lủng, thí dụ vậy. Hay là ở chỗ này nó có cái vấn đề gì đó. Thì khi mà mình nghe được cái vấn đề, thì cái chấp mình nó không có chấp, thì tự nhiên phiền não mình nó không sanh. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, sở dĩ chúng ta bực bội phiền não là chẳng qua người khác làm không đúng ý mình. Tại vì mình bắt nó phải như vậy mà nó không như vậy là mình phiền não. Vậy thì cái nguồn gốc của phiền não là chấp trước. Cái phiền não, cái mà làm cho mình phiền não là gì? Đó là ngã mạn. Mạn nó có 3, nó có 7 loại lận. Nhưng mà Pháp Hòa nói 4 loại để căn bản cho đại chúng nghe đó. Mình bằng người ta, người ta giỏi giống mình á, thì mình nói mình hơn người ta một chút. Cái đó gọi là quá mạn. Và trước hết chữ mạn là gì? Chữ mạn có nghĩa là mình luôn luôn mình đòi hỏi, mình muốn mình hơn người. Mà hễ người nào mà bằng mình á, thì mình đẩy mình lên chút, cho quá hơn chút, cái kia là quá mạn. Còn người nào mình thấp hơn người ta, nhưng mình kéo mình đưa mình lên bằng với người ta, kêu là đẳng mạn. Rồi mình tu chưa chứng, mình chưa có gì hết, mà mình lại khoe khoang là mình được. Cái đó gọi là tăng thượng mạn. Rồi mình tự mình bằng lòng với những cái gì của mình, mà mình không bao giờ có sự cầu tiến, cái gọi là ti liệt mạn. Thì 4 cái thứ mạng đó
nó cũng là một cái làm cho mình phiền não. Thì mình thấy người ta hơn mình là mình không vui rồi. Cho nên á, phiền não là cái gốc. Tu hành á, mình chỉ mong nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não thôi, ngày nào cũng tụng câu đó. Mà đúng ra mình phải đọc là nguyện tiêu ba chướng chư phiền não. Chữ chư mới đúng chứ không phải chữ trừ. Tại sao gọi là chư? Bởi vì phiền não nó nhiều quá. Nó nhiều quá. Thậm chí lên tụng kinh cũng phiền não nữa. Mình đem bó nhang lên, mình nói rơi với thầy trụ trì, rồi lặng lát thắp con cây nhang này tụng kinh. Thầy trụ trì dạ dạ rồi để đó, lát quên, Phật tử khác rút cây nhang khác ra, mình đứng mình nhìn coi thầy có cầm cây nhang của mình không. Là mình phiền rồi. Rồi bắt đầu mình điều tra có ai đưa nhang. Rồi tới hồi mình điều tra mình thấy là à, cái anh nọ, cái cô kia, cái mình nói hèn chi bởi vậy. Tại vì tôi biết cái bà đó mưa tôi. Tức là mình suy diễn ra. Rồi bao nhiêu cái phiền và cái não nó làm quấy rầy mình đó. Lên tụng kinh cúng Phật cây hương thôi. Tại sao mình không quán là mình đã cúng vô chùa, hôm nay không thắp thì cũng sẽ có ngày cây hương này sẽ được dùng. Mình chỉ cần nhẹ nhàng chút vậy thôi, cái tự nhiên tâm mình nó bình an. Mình gửi cái tên lên cầu an mà ai không biết ghi nhầm lộ chỗ cầu siêu. Hoặc là thầy trụ trì quên hay vì lý do nào đó, danh sách cầu an tụng một lèo xong thì nói nguyện chư thiện tín Phật tử đắc độ cao siêu. Cái là bắt đầu vô trời đất ở trời. Ông thầy này cúng dường cho ông cúng tụ cầu an mà ông tụng cầu siêu. Nhưng mà nếu mà mình ngồi dưới mình nghe câu nó cho nó rõ là thầy tụng cho mình được đắc độ cao siêu. Đắc độ là gì? Là sớm được lên ở một cái nơi chốn cao ráo, nhẹ nhàng. Có phải là mình muốn không? Thì mình hằng ngày mình cũng muốn ở chỗ cao ráo mà. Cho nên nhà trên đồi nó mắc hơn nhà dưới. Cho nên cái danh, những cái chữ nghĩa trong đó, nếu mà mình nói cho cùng, nghĩ cho sâu là nó đều là những câu hay hết á. Chẳng hạn như thí dụ như bây giờ tụng cầu siêu, mà bây giờ mình đang còn sống đây mà người ta lỡ người ta nói cầu siêu cho mình cũng không có gì trở ngại. Vì chữ siêu là gì? Siêu là vượt. Mình vượt đi những cái đau khổ bệnh tật thì cũng là một dạng cầu siêu chứ có sao đâu. Bây giờ tôi đang khổ quá, cái mình nói trời ơi làm sao cho tôi vượt khổ đây. Đó là mình đang mong mỏi cầu siêu đó. Mình đang mỏi mình siêu đó. Nhưng mà tại vì người trong cái xã hội mình định chữ nghĩa để mà gọi cho nó biết là cái này nói cái gì, kia nói kia. Chứ thật sự danh và sắc nó không là gì hết. Cho nên Khổng Tử mới nói đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đạo mà còn gọi được đạo thì không phải là đạo. Có cái danh mà để gọi là danh thì chẳng là danh. Cho nên ta định nghĩa chữ đạo, đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Nếu mà mình sống có tự tại, có an lạc thì ở đâu ngồi đâu cũng là nhà hết. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cõi nào cũng bồ đề mà tòa nào cũng đa bảo. Đâu nhất thiết phải ngồi dưới gốc cây bồ đề, ngồi dưới cây sầu riêng mà ngồi thành Phật cũng là thành đạo. Cho nên mình lên mình tụng kinh mà không có cần phải dành cái chỗ ngồi trước. Mình không có cần khiều chị mà thọ mấy giới. Chị thọ 5 giới chỉ ngồi dưới kia, tôi Bồ Tát. Lẽ ra là Bồ Tát phải nhường, mà giờ Bồ Tát đi dành chỗ. Thành thử ra rốt cuộc cái ý nghĩa thọ giới nó trật. Mình thọ giới Bồ Tát để mình tu, mình thọ giới Bồ Tát để mình thực hiện cái hạnh của Bồ Tát, là lấy cái khổ về mình mà nhường cái sướng cho chúng sanh. Cái đó mới đúng cái tâm nguyện của Bồ Tát. Mình chưa có thể làm đại Bồ Tát, nhưng mà tiểu Bồ Tát chút chút mình làm được.
Ví dụ như bây giờ mình đang múc thức ăn cho người ta, mà bây giờ cũng không phải của mình, này là của chùa, mà mình chỉ làm bổn phận là vô đây làm hạnh Bồ Tát, là đứng múc cho người ta thôi. Người ta ăn nhiều mình phải vui chứ, mà ngước lên mới múc cho người này rồi sao bữa nay ăn dữ vậy. Tự ái dồn dập á. Rồi ta quê quá, ta xách chén ta đi chỗ khác, ta nói tôi không ăn nữa, tôi no rồi. Quê là khó quê. Quê rồi vẫn còn quê. Cho nên thưa Bồ Tát, thưa Bồ Tát. Và thật sự là mình là Bồ Tát. Bồ Tát mà mới bắt đầu tu á thì gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Có những vị người ta mới bắt đầu người ta đi chùa, người ta mới bắt đầu làm việc thiện. Cho nên những Bồ Tát sơ phát tâm á, người ta cũng dễ thối tâm lắm. Cho nên mình là những Bồ Tát thâm niên, nội công thâm hậu, kinh một bụng, băng dĩa một nhà, thì mình phải làm sao mình trợ duyên trợ luật và hộ niệm cho các vị sơ phát tâm đó. Tại vì giống như cái người tu vậy đó, thí dụ một người nào đó hồi nào giờ không hiểu đạo, tự nhiên một ngày nọ tỉnh ngộ hiểu đạo, buông hết tất cả bắt đầu vô chùa tu, thì cái ngày mà phát tâm đó đó, nhà Phật chúng ta gọi là sơ phát tâm, hay còn gọi là sơ tâm. Sơ tâm là cái tâm mới ban đầu. Cũng giống như á, Pháp Hòa mới gặp một cái anh nào, hay cái chị, mới chung là mới gặp, cái thì mình bắt tay mình chào hỏi, cái ngày đầu mình mới quen mà, chào hỏi nói chuyện, cái đó gọi là gì? Sơ giao. Sau khi mà sơ giao rồi á, bắt đầu qua lại thường xuyên gọi là kết giao. Rồi ngày lâu ngày gọi là thâm giao. Lâu ngày rồi thì cái sự quan hệ giữa mình với người đó nó sâu đậm rồi. Cho nên á, người Bồ Tát mình mới bắt đầu tu cũng vậy, cũng là từ sơ tâm. Cho nên cái người mới bắt đầu tu học á, ta gọi là sơ thiện. Sơ thiện rồi tu tập lâu ngày ở trong cái đạo lâu ngày gọi là trung thiện. Thì bây giờ mình làm sao mình phải giữ vững cái thiện của mình, sơ hậu cho tới sơ thiện, trung thiện cho tới hậu thiện. Chính vì vậy muốn khơi nguồn cho tất cả chúng ta sống với cái thiện, cho nên ông bà mình ngày xưa mới đặt để ra ở trước thờ ông Thiên, trong nhà thờ ông bà, sau bếp thờ ông Táo. Nhà mình có ba ông, ông Thiên, ông bà, ông Táo. Cho nên không có mê tín, nhưng mà ông bà mình đã khéo hướng dẫn chúng ta sống thiện. Ra đường phải sống chân thật với mọi người, vì nghĩ rằng ở trên có ông đó, ông ngó xuống, phải không? Cho mình mới nói cái danh từ là hai bên giai giác. Hai bên giai giác của mình, mà hai bên dây giác là Trịnh Công Sơn còn có nói sao? Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt. Là thiện với ác, nó luôn luôn, nó ở trong cuộc sống của mình. Hay nói một cách khác là ngày và đêm, trên hai vai của mình có đôi vần nhật nguyệt là ngày và đêm, nó chi phối cái kiếp người của mình. Mình vẫn có 24 giờ để sống, nhưng mình sống như thế nào, dụng 24 giờ này như thế nào. Cho nên ai trong chúng ta cũng có phiền não hết. Chứ nói tôi giờ hết phiền não rồi, không dám đâu. Tại chưa đụng vô thôi. Chứ có nhiều Phật tử nói trời ơi thầy ơi nhìn hiền quá, thầy nhìn hiền quá, nói tại chưa đụng đó. Thành thật khai báo à. Mình... Cho nên cái thật á, chân thật là bất hư. Quý vị nhớ câu đó trong Bát Nhã Tâm Kinh không? Quý thầy hay đùa với nhau, nói chân thật bất hư. Cho nên mỗi người chúng ta hễ còn chấp là còn phiền não, bớt chấp thì bớt phiền não. Đến khi nào mình không chấp thì mình không có phiền não, chứ không có hết.
Mà chữ không có nghĩa là mình không để nó sanh khởi. Mình có, nhưng mình không, mình có chánh niệm, mình không để nó khởi, chứ không nó là không có. Cái đặc biệt của người tu mình. Ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ mình nói là tôi có cái bệnh đau tim. Cái bệnh đau tim nó nói trong, nhưng mà mình có thuốc. Mỗi ngày hễ tới giờ đó phải uống. Để đau cái cơn đau tim đó nó làm sao? Nó không khởi. Chứ làm gì không có. Mình đã có bệnh rồi mà. Nhưng mà có thuốc để làm cho cái bệnh đó không phát. Chúng ta cũng thế. Mình có phiền não, nhưng mà chánh niệm sẽ giúp cho mình không để phiền não sanh khởi. Thôi thì bây giờ mình khiêm cung mình nói vậy đi. Chứ mình nói chi nó, tôi giờ tôi hết phiền não rồi. Mà lỡ bữa nào lòi ra nguyên cục cái mà quê lắm. Nó tôi giờ hết tham rồi. Không dám đâu. Nếu mà có chánh niệm nhìn chút là biết mình còn hay không à. Cái gì mà người ta bán cho dù là rẻ đó là cũng lựa, lựa chết mồ chết tổ người ta luôn. Trời ơi, thử mà bắp mà nó bán chữ, nó bán trái coi, ngồi lột cũng hết nhỏ luôn. Đó, Pháp Hoa nói vậy đó. Rồi đại chúng nhìn coi, không có tội lỗi gì hết, nhưng mình tu là mình chân thật. Mình nhận ra những cái mình đang hiện khởi. Thí dụ như mà người ta bán phao á, thì mình cứ bỏ lên đó, mình cân là lấy phao, lấy ký à. Mà nếu mà xà lách mà người, hay là dưa leo mà ta bán trái đó, ta bán trái 1 đồng, trời ơi, mình cầm, mình cân, mình đo, đủ thứ hết trời. Lựa trái nào bự nhất, bây giờ cũng 3 đồng trái mà. Mà nếu mà mình nhờ con mình hay chồng mình mà đi mua về, nó có lựa kỹ mà trái dưa leo nhỏ xíu vậy. Không có sao hết. Không có sao hết. Nhưng mà những lúc đó là những lúc cho mình có cơ hội mình nhìn lại mình. Cái gì mà người ta free đó nha, hốt, trời ơi, hốt, xài không xài cũng cứ hốt. Mà hễ mà mua một cái là lửa chết luôn. Rồi có nhiều khi á, mình mua một cái này 5 đồng mà bạn mình nói tôi mới vừa mua được có 4 đồng rưỡi mà mình chỉ mua lỗ hơn có 50 cent mà giận cái tiệm nó dữ dội lắm. Rồi thậm chí để bụng lần sau ra nói bữa đó bà bán mắt tôi 50 sen nha. Không có tội lỗi. Nhưng những cái nhỏ nhỏ đó nó cho chúng ta có cơ hội nhìn lại mình. Và chúng ta tu cái gì? Tu tức là mình chỉnh sửa. Thật sự ra mình khi mình biết mình có tật, có bệnh thì mình uống thuốc thôi. Có một cái chú Sa Di, chú khinh thường một thầy tỳ kheo ăn uống gọi là còn ăn mặn. Chú nạt nộ thầy vì chú nghĩ chú ăn chay trường, thầy có ăn thịt. Thì khi chú rầy thầy xong rồi, thầy mới say qua thầy nói có một cái bụng rau không mà cũng khoe cho dữ. Thì cái câu chuyện nó đơn giản thôi, nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng khi cái quá trình tu của mình có được cái này mà người ta chưa được cũng đừng có cười. Ví dụ mình giữ giới tinh nghiêm, mình không ăn trứng, rồi thấy người khác người ta ăn bánh ăn gì có trứng, mình không ăn đó là chuyện của mình. Mình cũng không nên ngồi đó mình nói tu chưa được còn ăn trứng. Đâu có ông Phật nào mà thành Phật tuyên bố rằng tôi thành Phật nhờ không ăn trứng. Cái chuyện tùy duyên mà. Mà bây giờ không lẽ bây giờ nữa, người ta làm bánh bông lan lên hỏi bánh bông lan có trứng không? Nói dạ có, để tôi móc trứng ra. Tôi ăn bột thôi. Ăn được thì ăn, ăn không được thì cứ nhẹ nhàng không ăn được. Chứ không có gì đặc biệt hết. Thậm chí người ta không ăn chay được ngày nào, mình ăn chay giỏi, mình ăn chay trường, cũng người đổi với cái người không ăn chay cũng không có gì thấp hơn mình hết. Chưa hề có ai thành Phật nhờ ăn chay. Chưa hề có ai thành chánh giác, chứng quả bồ đề, trí tuệ khai sáng,
gọi là phước báo gì ghê gớm nhờ ăn chay. Chẳng qua là mình nhớ ăn chay là một cái pháp, thay vì mình tự mình đi chợ mình mua thì thôi mình mua rau cải, những món ăn hiền lành, thứ nhất làm cho thân thể mình nhẹ, dễ ngồi thiền, dễ tu. Và thứ hai là mình cũng bớt đi những cái hình ảnh mà chặt, giết con gà, con vịt, thí dụ vậy. Chứ không có gì đặc biệt. Cho người mà ăn chay cứ nhẹ nhàng, người không ăn chay cũng cứ bình, cũng đừng có quan niệm ăn chay tụng kinh không linh. Có nhiều người tụng chú Đại Bi mỗi tối. Bạn hỏi chị tụng chú Đại Bi mà chị còn ăn mặn vậy, chưa có từ bi, vậy sao tụng chú Đại Bi? Nói vậy không được. Nếu mà như vậy thì ai tu cho tới, ai được tu đâu. Bây giờ có mấy người ăn chay? Đa số là người ta còn ăn bình thường mà. Ăn uống không có liên hệ gì với tiện tụng niệm hết á. Mà tụng niệm nó cũng chẳng liên hệ với ta thành Phật hết á. Nhưng mà muốn thành Phật không thể không tụng. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Cho nên quý vị biết tại sao mình lần chuỗi không? Chữ lần có nghĩa là mình đi qua. Ngày xưa có một ông vua tên là Tỳ Lưu Ly. Một hôm ông hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phiền não nhiều quá, Đức Thế Tôn có một phương pháp nào đơn giản để dạy cho chúng con để dứt phiền não, bớt phiền não? Đức Phật mới nói rằng: đi tìm một cái hộp. Cái hộp đó nó tên là Vô Hoạn Tử. Nói chung là một loại cây, mà cái cây này nó có cái trái. Mà cái trái này đem xuống phơi khô, cũng giống như là cái cây bồ đề mà nó có hột vậy đó, có hạt đó. Rồi mình đem xuống mình phơi khô, mình mới xỏ, xỏ thành một cái sâu chuỗi để mình lần. Thì từ đó mình mới có cái lệ là đeo chuỗi. Giống như trong kinh phẩm, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, khi mà Đức Phật giảng Phẩm Phổ Môn rồi thì Ngài Vô Tận Ý làm gì? Tháo cái sâu chuỗi anh lạc đem dâng lên cho Phật Thích Ca, nhớ không? Rồi Phật Thích Ca có nhận liền không? Không có nhận. Nhưng mà lúc đó Ngài Quan Âm mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Vô Tận Ý, xin lỗi, Ngài Vô Tận Ý mới dâng tặng cho Đức Quan Âm. Đức Quan Âm không có nhận. Thì Ngài Vô Tận Ý mới nói: xin Bồ Tát hãy vì thương hàng tứ chúng mà nhận chuỗi anh lạc. Sau khi mà Ngài Quan Âm nghe lời Phật Thích Ca nhận sâu chuỗi rồi, thì lại đưa dâng lên cúng cho Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Thì cái sâu chuỗi đó ở trong Kinh Đại Thừa cũng có nhắc. Vậy thì sâu chuỗi là một phương tiện, là một biểu pháp. Pháp Hòa nói tất cả những gì chúng ta đang làm là biểu pháp. Biểu pháp đó là gì? Là một cái phương pháp để tiêu biểu, giúp cho mình giảm trừ phiền não. Thế thôi. Chuỗi á, thỉnh thoảng quý vị thấy chuỗi có 18 hạt, phải không? 18 hạt chuỗi đó tượng trưng cho 6 căn, 6 trần, 6 thức. Con người mình có 6 căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi mình có 6 cái đối tượng của mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà mỗi khi mình tiếp xúc cái gì thì mình lại phân biệt. Thí dụ như giờ con mắt thấy cái hình thì cái phân biệt của con mắt liền. Rồi cái lỗ tai mà nó nghe thì nó phân biệt cái tiếng liền. Cái mũi nó nghe thì nó phân biệt cái mùi liền. Thí dụ mình bước vô đây, cái mình ngửi được cái mùi cũ mà nó ôi trời, cái mùi gì mà hôi quá, hay là cái gì nó thơm quá. Như vậy thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý gọi là 6 căn. 6 cái đối tượng của 6 căn là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra cái 6 phân biệt gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, vân vân. 6 lần 3 là 18.
Nhưng mà chúng ta có sống rời khỏi 18 cái cảnh giới này không? Không. Ngày nào cũng phải nhìn, mà hễ nhìn là phải nói. Ngày nào cũng phải nghe, mà nghe thì phải nói. Mà thậm chí mình chỉ nghe người ta nói thôi, mình cũng đi nói lại. Cho nên rõ lỡ có chuyện đó tôi đâu biết, tôi nghe người ta nói. Cho nên mình là tối ngày cứ nói nghe cả ngày. Như vậy thì mình sanh ra mừng giận buồn vui thương ghét đều do sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh ra sáu phân biệt. Thì chính cái 18 này là cái 18 cái này chúng ta không bao giờ bỏ được nó đâu. Chúng ta không hễ ngày nào còn sống là ngày đó còn có nó. Nhưng nếu chúng ta có thảnh thơi, có chánh niệm, như nãy giờ Pháp Hòa nói chánh niệm là sáng biết đó, thì mình sẽ không để cho cái này nó làm khổ mình. Còn nếu không thì nó khổ. Hễ mà thấy thì bực bội, nghe thì bực bội, ngửi thì bực bội, ném thì bực bội, bị gì cái gì nó không hợp ý mình. Cho nên cái sâu chuỗi 18 hạt đó là tượng trưng cho 18 giới mà chúng ta cần phải đi qua nó mỗi ngày. Thí dụ như đại chúng chiều hôm nay, chúng ta bỏ hết tất cả những cái thấy, nghe, ngửi, nếm ở bên ngoài. Chúng ta đưa 6 đứa con của mình về đây để thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm theo Phật Pháp. Đó, thì như vậy khi mình nghe xong một bài Pháp, mình nói nghe xong một bài nói chuyện rồi, thì tâm mình bắt đầu có niềm vui. Vậy thì không lúc nào mình không có ngửi, nghe, nếm, chạm. Cho nên mình đi tu Bát Quan Trai là để mình đưa 6 đứa con của mình là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, nó về chùa, nó tu 24 tiếng. Bằng cách là thọ 8 cái giới này để cho 6 đứa con mình nó tu. Thường ngày ở nhà là mình hết coi phim này, mình coi phim kia, mình hết nghe này, mình nói kia. Bây giờ mình vô chùa tọa Bát Quan Trai rồi là 24 giờ này là chỉ xem kinh, nghe Pháp, nhìn Phật, lại Phật, vân vân. Để nó thuần 6 đứa con này. Đó là ý nghĩa của sâu chuỗi 18 hạt. Rồi bây giờ lấy cái 18 hạt này, chúng ta nhân ra 6 cái căn bản phiền não. 6 căn bản phiền não mà mỗi chúng sanh chúng ta đều phải có là a là cái gì? Tham, sân, si, mạng. Mạng như nãy Pháp Hòa nói đó, nghi, nghi là nghi ngờ, và ác kiến. 18 nhân cho 6 là nhiêu? 108. Cho nên mình có chuỗi 108 hạt. Mỗi một cái nó có 6 cái. Thí dụ như bây giờ á, 6 căn, 6 trần, 6 thức của mình mà nói duyên vô cái tham, phải không? Mà hễ tham mà không được thì nó bực, là nó sân. Sân rồi nó cứ nhớ nó hoài, nó nói hoài, nó quỷ. Cái không được mà nó cứ nói hoài, gọi là si. Đó. Rồi sao? Rồi mình thấy người khác người ta được, người ta chiếm hữu cái của mình, cái mình mạn, tức là mình đố kỵ với người ta. Rồi mình sanh ra những cái ác kiến. Ác kiến là gì? Là những cái thấy sai lầm sẽ dẫn mình đi tới những cái tội lỗi, những cái sai lầm khác. Cho nên phiền não căn bản của con người thật ra mình có tới 10 lần nha. Mình có 10 cái căn bản phiền não, nhưng mà nói gọn còn 6. Là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Mình cũng còn nghi ngờ chứ. Nhiều khi mình nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi đồng đạo, nghi bạn mình, nghi chồng, nghi con. Mình còn nhiều cái nghi, mà hễ cái nghi mà còn. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có nghi. Hai cái chữ nghi trong Phật giáo nó khác. Cái nghi mà gọi là mình thắc mắc để mình tìm hiểu thì nó khác. Còn cái nghi ngờ là do mình không tin. Mà khi mình không tin thì mình khó mà đi xa được trên con đường tu. Cũng giống như mình vô học với ông thầy giáo mà mình nghi ông thầy này dở, không bao giờ mình học được. Cho nên Hòa Thượng Thánh Nghiêm á, một vị cao tăng của Phật giáo Đài Loan á, Ngài có nói như thế này: thế nào gọi là tham?
Mình chỉ nạp cái gì mà nó đúng cái nhu cầu, cái cần của mình thì không gọi là tham. Còn mình lấy những cái gì mà nó ngoài cái nhu cầu của mình không cần thiết thì gọi là tham. Rồi thế nào gọi là nhẫn? Nhẫn không có nghĩa là mình chịu oan ức, mình phải chịu đựng. Mà mình nhẫn để làm gì? Để mình thắng cho được. Mình thắng cho được cái bản tánh hiếu thắng của mình. Sở dĩ mình không nhẫn, mình muốn tranh đấu là vì mình hiếu thắng, mình muốn hơn. Cho nên mới gọi là tranh cãi đó. Tranh là phải giành. Mà hãy muốn giành thì phải cãi. Mà cãi thì muốn cái phần thắng về mình. Cho nên từ đó tranh cãi nó có mặt. Mà mình người Việt mình nói cũng hay lắm. Cãi lộn đó. Biết lộn mà vẫn cãi, kêu cãi lộn. Đánh là không có trúng chỗ nào hết á, kêu đánh lộn. Nhiều khi đánh người này mà trúng người kia. Thì thưa đại chúng là, rồi mình mới lấy 108 này nè. Ngày xưa có một vị tổ, Pháp Hòa không nhớ là đời nhà Tống, nhà Đường gì đó, nhưng mà tổ tên là Bất Không. Vị tổ tên là Bất Không. Ngài mới nương vào kinh điển, Ngài mới soạn ra một cái phương pháp sám hối gọi là hồng danh sám hối. Thì cái hồng danh sám hối này á, là Ngài dựa vào danh hiệu chư Phật ở trong Tam Thiên Phật danh, cộng thêm 10 hạnh phổ hiền ở trong Kinh Hoa Nghiêm, để Ngài soạn thành một cái tác phẩm gọi là hồng danh bảo sám. Thì mở đầu vô, ai nhớ mở đầu bằng 4 câu gì không? Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức, tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ là một lại. Nam mô quy y kim cang thượng sư một lại. Quy y Phật, quy pháp, quy tăng một lại. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác bồ tát quyền thừa, duy chỉ y tối thượng thừa phát bồ đề tâm gì đó một lại. Mà dài xuống rồi đến cái câu là Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật thế tôn một lại. Rồi Nam mô Phổ Quang Phật một lại. Nam mô Phổ Minh Phật một lại. Mà cứ lại như vậy cho đến Nam mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật. Từ cái câu Phổ Quang Phật cho đến Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật là 89 lại. Rồi 89 lại đó cộng với mấy cái lại trước, rồi cộng với những cái lại về sau ở trong 10 hạnh phổ hiền, hết nguyên cái thời hồng danh bổ sám là 108 lại. Thì 108 lại đó để biểu thị cho chúng ta trừ dạt 108 căn bản phiền não. Rồi trong 10 cõi của chúng ta, trong 10 cõi cũng phải đem giáo pháp này giáo hóa. Cho nên có những sâu chuỗi lên tới 1080 chuỗi. Có một lần Pháp Hòa đi Hàn Quốc, đến một ngôi chùa, thì Pháp Hòa thấy một bà cư sĩ, một vị nữ cư sĩ đang lễ Phật. Mà bà cầm một sâu chuỗi mà quý vị biết không, nó dài giống như là một con rắn quấn hết cái sân chùa. Bởi vì nó 1080 hộp, mà cái hộp nào hộp nấy nó bự như cái chén vậy nè. Mà bà cứ kéo một hộp xuống là bà lại một lại. Rồi đứng lên các bà kéo một hộp xuống bà lại một lại. Mà lại hết một sâu chuỗi 1080 chuỗi, 80 hộp như vậy. Như vậy thì tất cả chúng ta có phiền não không? Có. Vậy chúng ta cần sâu chuỗi. Nhưng mà bây giờ người ta không cầm chuỗi đi niệm Phật, mà người ta cầm chuỗi vì fashion. Mấy đứa trẻ bây giờ nó đeo chuỗi là fashion không? Chuỗi xanh, chuỗi vàng, chuỗi đỏ, chuỗi tím gì đó. Ngày xưa chuỗi người ta làm bằng những cái chất đơn giản. Một là hạt sen phơi khô. Hai là hạt bồ đề.
Ba là hạt của một cái cây bên Ấn Độ gọi là vô hoạn tử. Bên Ấn Độ nó có cái hạt đó. Rồi sau này bắt đầu văn minh phát triển, rồi bắt đầu chuỗi hổ phách, chuỗi này chuỗi kia, mà có một hột chuỗi nó kêu là Bồ Đề Tinh Nguyệt. Quý vị có nghe chữ Bồ Đề Tinh Nguyệt không? Chữ Bồ Đề là hạt Bồ Đề đó. Tinh Nguyệt là gì? Bởi vì cái loại hạt này nó đặc biệt lắm. Cái hạt này á, ở giữa của cái hạt á, nó có một chấm, một cái lỗ nhỏ nhỏ. Rồi xung quanh cái hạt mà một xung quanh cái lỗ này nè, nó có từng chấm chấm nhỏ nhỏ. Nguyệt là gì? Là mặt trăng. Và người ta ví cái hạt này như là những ngôi sao xoay quanh cái mặt trăng. Bởi vì cái hạt này nó có một cái lỗ, thì cái lỗ đó người ta gọi là nguyệt. Rồi tinh là tinh tú, tức là mặt trăng. À, xin lỗi, là ngôi sao. Thì những cái ngôi sao đi chấm 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 xung quanh cái lỗ đó ta gọi là Bồ Đề Tinh Nguyệt. Mà cái hạt này là nó màu trắng. Mà mình càng lần nhiều chừng nào thì cái hạt chuỗi đổi màu. Từ đổi ra màu vàng, đổi ra màu nâu, mà đến nâu đè, nâu đậm, đen, rất là đẹp. Đó gọi là Bồ Đề Tinh Nguyệt. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ nhớ là khi chúng ta lần chuỗi, nghĩa là chúng ta lần đi qua từng cái phiền não của mình. Giống như mình sống từng ngày vậy đó. Cũng giống như trong cuộc đời của mình, hết cái khổ này thì lại tới cái khổ khác. Có bao giờ mình hết khổ đâu. Bởi vì khổ là bản chất thật của chúng sanh mà. Phải không? Hồi mình mới qua, mình không có bệnh, gia đình mình ai không ai bệnh hết, nhưng mà mình khổ vật chất. Tại vì mình phải đi làm kiếm tiền, nuôi con, cho ăn học. Mình phải học tiếng Anh để mình bập bẹ mình đi làm. Rồi mình còn phải gửi thơ, gửi tiền về cho gia đình. Mà nếu mà mình á, chụp cái hình đứng trước một cái building thiệt bự, một chiếc xe thiệt mắc tiền mà mình quên chú thích, nói xe này của người ta, mình gửi về Việt Nam mình nói con đang đứng ở một chiếc xe. Cái người nhà tưởng đâu mới qua mà mua xe đẹp quá, tưởng có tiền. Cho nên tháng nào cũng gửi thơ qua hết. Riết rồi mình thấy cái thơ nào mà nó có cái viền đỏ 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 đó. Thấy chữ Việt Nam là mình không biết chuyện gì nữa đây. Nhưng mà bây giờ mình qua cái giai đoạn lo cơm áo gạo tiền rồi, thì bắt đầu những cái phiền não khổ gì nó tới nữa. Bắt đầu tuổi mình nó cũng đã già theo năm tháng, bắt đầu bệnh nó sanh. Khi mình lo cho, hồi đó Pháp Hòa có đi một cái đám tang, hai vợ chồng làm một món ăn để mà bán nuôi con học đại học, làm chả giò. Mà quý vị biết làm chả giò là phải bầm củ hành trắng trộn vô. Mà bán nhiều đến mức độ là củ hành nó làm cho hai vợ chồng cay mắt và bệnh, sau này không thấy đường. Thì khi mà cái đám tang của người ba, người mẹ, thì các con mới nói là ngày nay mà bốn anh em chúng con được bằng kỹ sư, bác sĩ là đã đổi lấy bằng cặp mắt của cha mẹ. Thì quý mới thấy là bản chất của thế gian mà chúng ta đang sống đây là khổ. Bản chất thật của cuộc đời này là khổ. Khổ tiền, khổ tình cảm, khổ gia đình, khổ bệnh hoạn, đủ thứ khổ hết. Muốn mà không được khổ, thương mà phải xa lìa khổ, ghét mà cứ gặp hoài khổ. Thì tất cả những cái đó là những cái bản chất của khổ. Bây giờ mình tu để mình làm gì? Hễ cái gì mà nó qua được thì mình mừng đi, mình lần cho nó qua. Mình qua được cái đó là mình mừng. Cho nên mỗi ngày mình lần chuỗi. Mà tại sao niệm Phật? Tại vì đa số chúng sanh mình cứ niệm cái cũ, không có chịu niệm Phật. Cái người đó mắng mình câu mà cứ nhớ hoài. Mà chữ nhớ là niệm chứ gì đâu. Chữ niệm là nhớ. Nhớ người ta cứ chửi mình, cho nên mình cứ niệm câu đó hoài, cái mình khổ. Cái kêu điều niệm khổ. Người ta gạt mình 100 đồng mà 10 năm về trước á, mà đi đâu cũng nói đừng chơi với người đó.
luồng gạt dữ lắm. 10 năm trước tôi bị nó gạt 100 á. Mà một năm trời, 10 năm trời, rồi đi đâu mình cũng nói cái đó hết. Mà phiền, cái đó mình nói ra mình có lợi, có ích gì không? Không có. Cho nên mình cứ niệm cái đó hoài là mình khổ. Cho nên mình sống với nhau cũng vậy. Nếu như mình không còn thương nữa, mà phải đi đến cái chỗ cuối cùng là chia tay, thì bất quá tệ lắm là cứ xem nhau như bạn, như người thường, bình thường. Đừng có ghét, đừng có hận, đừng có thù, cái đó không có tốt. Tại vì mình đến mình gặp nhau là duyên mà. Nếu mà thiện duyên thì sống tới răng long đầu trọc, mà ác duyên thì tới đó là nó hết thôi. Thì có gì đâu, tất cả là do duyên. À, răng long đầu bạc hả? Pháp Hòa xem coi quý vị còn nhớ không? Đó thì thưa đại chúng là tất cả chúng ta ai cũng nhớ cái gì đâu không à. Nhớ phiền muộn, nhớ gì không cần đáng nhớ. Cho nên Phật mới dạy mình niệm Phật. Niệm là nhớ, Phật là giác. Mà giác là tỉnh, tỉnh là không mê, mà không mê là không mờ. Mà cái gì mê thế nào là không mê. Chuyện qua rồi không nhớ, chuyện chưa tới không trong, hiện tại chẳng dính mắc. Có nhiều khi mình ngồi trước kiến mình cứ dày mà thấy trời ơi sao lúc này nhăn đen dữ vậy. Ôi. Mà một mặt khác mình cứ trông cho con mình mau lớn, mình cứ mong cho vô thường là vô thường nó đến thì con mình nó mau lớn. Mà nó mau lớn thì cũng có nghĩa là mình dò. Mà mình cứ muốn chiều à, con phải lớn, học phải thành tài, mà ai em quanh văn. Mình phải văn. Mà hễ chỉ cần giác như vậy gọi là niệm Phật. Không, mình có thể lần chuỗi niệm Phật, nhưng đây là phương tiện giúp cho tâm mình định. Nhưng hằng ngày mình phải làm sao niệm Phật trong cuộc sống, tức là mình niệm giác. Cái gì nó đến là lập tức niệm giác liền. Giác như thế nào? Đây là bản chất của đời. Người ta thương, người ta nói khác. Người ta không thương, người ta nói khác. Người ta mà thương mình đó nha, thương em dáng đứng dáng ngồi, kiếp này không được hai người như em. Mình người ta gửi cho mình cái message vậy đó. Không? Anh thương em là tại dáng đứng dáng ngồi của em nó đẹp dữ lắm, mà anh bảo đảm đời này anh không thể nào kiếm được người thứ hai như em. Mình mà đọc xong bắt đầu mình ẹo. Kỳ ghê vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình niệm giác á, giờ người ta khen cứ nhận khen, mà mai mốt đó chợ tôi gặp bà tôi rầu ghê vậy đó. Cũng là bình thường, cuộc đời là nó vậy. Cho nên thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào lý, thất thiên lý. Đó là cái giác của huyền giác thiền sư. Cái thật tốt, thật không tốt, thật không thật tốt. Cái mình cho là tốt, nó cũng chẳng là tốt thật. Cái mình cho nó sai, cũng chẳng chắc là nó sai. Thị bất thị, phi bất phi. Nhưng mà nếu mình sai chi hào ly, thất thiên lý, mình chỉ sai một ly thôi, là mình đã xa cả bao nhiêu dặm rồi. Chẳng qua là mình được cái đó thì mình cứ nhận là mình được. Cho nên cuộc sống của mình, có một hôm một ông đó, ông tới ông gặp Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy cho con phương pháp hết khổ. Phật nói buông. Cái ông cầm, ông đang cầm cái giỏ XL, ông buông cái bụp. Phật biểu buông, cái ông lột cái kiến của Ý ta liền, ông dục cái bụp. Phật biểu buông cái nữa, ông nói dạ no more. Phật nói tôi đâu có biểu ông buông mấy cái bên ngoài. Tại ông hỏi tôi là Thế Tôn dạy cho con hết khổ, thì tôi nói cho ông biết là buông cái bên trong thì ông hết khổ. Buông cái mà ông đang dính mắc là ông, lý do nào ông khổ? Là tại vì ông cứ expect, ông cứ bắt buộc cái gì nó cũng phải đúng như ý ông.
mà hãy trật ý ông là ông khổ buồn thôi. Cuộc đời là chỉ cần hiểu ra là hết khổ. Mình không hiểu là mình còn buồn, còn phiền, còn trách. Cho nên kêu là trách móc. Móc ra mới có chuyện để trách. Mà mình dục nó từ đầu là còn gì nữa để móc. Cho nên hễ mà năm này tháng kia, năm kia tháng nọ gặp nhau là gặp là cứ trách móc. Lại vì móc ra để trách. Còn nếu ngay từ đầu mình không cất thì không có gì để móc. Cho nên cái then chốt là chúng ta niệm Phật. Rồi cái chữ niệm Phật là không phải Nam Mô Di Đà Phật. Được, cái đó được, cứ làm. Nhưng mà phải làm sao mình ứng dụng cái chữ niệm Phật cho nó linh động, cho nó hay hơn trong cuộc sống của mình là niệm giác. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng á, ta hỏi Ngài thế nào là quy y Tam Bảo. Ngài trả lời: quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh. Chỉ cần mình sống với ba cái đức tính giác, chánh, tịnh là mình quy y Tam Bảo. Nếu mình quỳ trước Phật, mình nói con xin quy y Phật, nghĩa là bắt đầu từ bây giờ mình sẽ nương về cái giác ngộ. Con xin quy y Pháp, nghĩa là bắt đầu từ bây giờ con quy y cái điều chân chánh. Điều tà con không quy y, điều sai quấy con không quy y. Con quy y Tăng, nghĩa là không phải là con quy với ông thầy đó, thầy kia, mà con quy với cái sự thanh tịnh ở nơi con. Cái đó là chân nghĩa của quy y. Cho nên Tam Bảo có ba bậc. Tượng Phật mà chúng ta đang thờ đây là Thế Gian Phật Bảo. Quyển kinh mà chúng ta có để mở tụng là Thế Gian Pháp Bảo. Các thầy mà làm lễ cho mình là Thế Gian Tăng Bảo. Cuộc sống bình thường, cái lễ quy y mình cần cái đó. Nhưng mà sâu hơn nữa, mình phải quy y đồng thể. Cho nên đó, quý đại chúng cứ nhớ là Phật nghĩa là giác. Khi nào mà cái gì nó làm mình khổ thì mình lập tức giác ngộ. Đấy, chấp ha. Một cái đơn giản nhỏ nhẹ thôi. Thí dụ như bây giờ mình mời bạn mình tới ăn cơm. Ngày thường của mình là ăn cơm 5 giờ. Bữa nay bạn mình hẹn 5 giờ mà kẹt xe lý do nào đó tới 6 giờ mới ăn. Mà thay vì mình bực bội thì mình lại tính mình bình thường là sao? Mời bạn tới là lâu lâu mới một lần. Cái chuyện mình ăn cơm trễ là lâu lâu nó có thể nó xảy ra. Cái thường ngày của mình ăn 5 giờ á, gọi là thường quen. Nhớ không? Lâu lâu á, bạn bè tới trễ, tùy thuận theo cái trễ của bạn bè, gọi là khởi quen. Hôm bữa mình học hai chữ quang minh ở chùa Quang Minh đó. Cái gì bình thường mình sống gọi là thường quen. Nhưng lâu lâu nó xảy ra mình tùy thuận thì gọi là khởi quen. Vậy thì lúc nào mình không phóng quang, lúc nào mình cũng có hào quang để mà mình sống với nó hết. Chứ không cần đợi tới thành Phật mới có quang. Chỉ cần mình có tu tập là liền có hào quang. Có tu tập là có hào quang. Chẳng hạn như mình đóng cái cửa đóng cho nhẹ, để cái chén để cho nhẹ. Mà bữa nào mình bực lên rồi là gì quang? Phát quang. Mắt mình nó đỏ ngầu lên. Hai bình thường mình nhìn ai cũng mờ mờ vậy nè. Mà bữa nào mình bực lên mình trợn vậy nè. Nó không lòi quang. Cho nên khi mà mình mà bữa nào mình tâm mình nhẹ nhàng, nó có tỏa ra được cái quang đó không? Có. Nhưng mà lúc mà mình bực bội, mình phiền não, nó cũng phát cái lửa đó không? Cái đó không quang mà cứ phát lửa. Vậy thì thưa đại chúng, chúng ta sống với ánh sáng của Phật Pháp. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là hàng ngày chúng ta lấy chuỗi chúng ta niệm. Niệm Phật như vậy để làm gì? Để cái câu niệm Phật nó giúp cho tâm mình định tĩnh. Mà khi tâm mình định tĩnh rồi thì chuyện gì nó đến thì mình liền niệm Phật. Niệm, bây giờ niệm cao hơn, không phải là Nam Mô Di Đà Phật nữa mà niệm giác.
niệm giác, tôi biết tôi đang bực đó. Biết mình đang bực là niệm Phật. Rồi bây giờ làm gì cho hết bực đây? Đi vô phòng, đọc bài kệ lên. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Angry makes me look ugly. I know that, so I try to smile. Khi mình giận mà biết mình giận là niệm Phật rồi đó. Tại biết mình giận là giác. Còn để cho cơn giận nó chi phối mình là mê. Cho nên niệm Phật rất cần, niệm Pháp rất cần, và niệm Tăng rất cần. Lúc mình mới gặp nhau là tinh tú quay cuồng. Chưa gặp em anh vẫn cứ tưởng rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Mới gặp nhau tinh tú quay cuồng mà không nghe cho kỹ, mới gặp nhau thôi. Còn gặp nhau rồi thì bắt đầu gì? Luống cuống. Mới quen nhau là bắt đầu cầu hôn, rồi mới kết hôn, rồi lâu ngày bắt đầu liệu hôn. Cho nên á, cuộc sống mình nó có một cái dấu thôi. Nghe hôn mà cũng thách thức lắm, nhưng mà lâu ngày bắt đầu từ cái hôn nó thành ra hồn, rồi bắt đầu liệu hồn, sau rồi quản hồn, rồi kinh hồn, rồi hết hồn, rồi cuối cùng tỉnh giác kêu hoàng hồn. Tỉnh đó. Dạ quý vị giác chưa? Niệm Phật. Chơi cái bài của Hòa Thượng Thanh Từ thấy không? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Khi mà mình biết được mộng thì mình tỉnh mộng. Cho nên mình khi mà mình mới đầu từ cầu hôn, rồi kết hôn, rồi liệu hồn, rồi hết hồn, rồi quản hồn, rồi cuối cùng tỉnh ra hoàng hồn. Mà hoàng hồn là mình tỉnh. Mà mình tỉnh là mình hết mê. Lúc đó mình không cần phải ai làm gì mà tâm mình vẫn tự tại. Tự tại là khi tâm mình không còn vướng mắc. Còn tự do nghĩa là khi mình cảm thấy người ta cột mình, người ta trói mình, người ta hà hiếp mình, cho nên mình mong có tự do. Mà muốn có tự do lại phải tranh đấu. Còn tự tại là khỏi. Tự tại là ăn gì cũng thấy ngon, nằm đâu cũng ngủ ngon, ngồi đâu cũng bình thường. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cái lương, đời lên hương. Đó là tự tại. Người có tự tại là vậy. Người có tự tại là người ta sống cho dù sáng ăn cơm sườn mà tới chiều xuống đất luôn, chiều ăn nước tương. Nhưng mà vỗ bàn cái bóp, miễn sao tối leo lên giường có cái lương coi là được. Cho nên cái tự tại là vậy đó. Cái tự tại là làm sao mình sống, mình nhận biết được tất cả. Do đâu mình làm được? Nếu không học Pháp thì không có Pháp để quán chiếu. Mà có Pháp quán chiếu thì mình thấy tất cả các Pháp chỉ là duyên sanh. Mà đã là duyên sanh là tạm có. Mà đã là tạm có thì đâu có thật. Nè, kẻ Nam người Bắc, kẻ Á người Âu không biết gì nhau mà lại gặp nhau. Thì bây giờ còn gặp nhau đây, hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Rồi bây giờ Pháp Hòa quan tuần rồi phải không? Ngày mai sáng gặp được quý vị một buổi nữa là sao? Chiều ngày mai Pháp Hòa đi. Phải không? Nhưng mà rồi đi rồi có về không? Có. Cho nên khi đi là đã trở về. Cho nên không có lo. Nếu một ngày nào mình có đi thì cũng chẳng đi thiệt đâu. Ở đây mấy chục năm chán rồi, bây giờ muốn thử thế giới khác thì mình đi qua thế giới khác.
Cho nên người ta sống là sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Rồi mai mốt mình lỡ có chết thì chết làm sao? Chết không giận, không buồn, không oán trách, chết mỉm cười với thử thách trong gai, chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai, chết lặng lẽ như những người đang chết. Chết là chết nhưng đâu có hết, chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Ra đi về cõi Di Đà, đâu có chết mà cũng không hề sợ chết. Cái hoa này nó rụng nè, nó héo nè, rồi nó thành phân bón, nó nuôi tiếp. Cái, mình nhìn cái hoa này có phải là hoa này mới mọc không? Không, nó là tiếp tục của những đóa hoa trước. Không có đâu em này, không có cái nhân đầu tiên và không có cái chết sau cùng. Quý vị có nhớ bài Ngẫu Nhiên không? Mình mà sống được như vậy là niệm giác. Tại sao mình niệm được như vậy? Vì mình có pháp. Cho nên tại sao phải sợ quy y? Mình quy y để mình nhận pháp của Phật. Mà pháp của Phật nằm trong tâm mình rồi, là mình sống ở đâu mình sống cũng được hết. Mình có pháp của Phật là mình sống an hòa, sống bình an với tất cả mọi người, là sống được với bản chất của Tăng. Mà sống lúc nào cũng tỉnh không mê là sống với bản chất của Phật. Như vậy thì tam bảo của tự tâm. Mà nhưng mà mình phải quỳ xuống mình lại cái tượng Phật. Mình mượn cuốn kinh, mình nghe một bài pháp, rồi mình sống với tăng thân. Đó là phương tiện, hình tướng để nhắc nhở mình. Không có gì lạ. Quy Phật là quy giác, quy pháp là quy chánh, quy tăng là quy tịnh. Giác chánh tịnh có trong mình. Cho nên mỗi ngày lần chuỗi. Còn thí dụ như mà nói là chuỗi có 42 hộp, có 54 hộp là có cái ý nghĩa. Thí dụ như là 54 hộp tức là phân nửa của 108. 54 hộp là phân nửa của 108, là tượng trưng cho thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Là 40 rồi phải không? Thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng là 40. Thêm cái là thập địa là 50. Cộng thêm tứ thiện căn. Mai mốt nói tiếp. Giờ hết giờ rồi. Biết hết giờ là giác. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng thì Pháp Hòa cũng muốn chia sẻ với đại chúng là cái mà chúng ta luôn luôn cứ thắc mắc. Ai cũng nói phiền não, nhưng mình phải biết tìm phiền não từ đâu ra. Phiền não từ cái chỗ chúng ta chấp đó. Mà vì sao chúng ta chấp? Là vì chúng ta không giác. Mà nếu chúng ta giác là chúng ta không có phiền não. Vậy thì bây giờ chúng ta niệm Phật phải không? Đại chúng nhớ niệm Phật. Nhưng mà nhớ niệm Phật là hàng ngày có sâu chuỗi lần niệm Phật. Đó là phương pháp trị tâm. Nhưng mà rồi nhớ làm sao hiểu cho được cái sâu sắc của niệm Phật là niệm giác. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình phải tỉnh giác. Người ta thương là vậy, người ta ghét là vậy. Cuộc đời không có cái gì mà nó gọi là hoàn toàn 100% hết. Thưa đại chúng, mỗi lần mà mình tổ chức một cái lễ, dù là lễ vui hay lễ buồn, rồi quý vị có một lời cảm tạ, thì cái câu cuối cùng của lời cảm tạ quý vị nói là sao? Chúng ta nói gì? Trong quá trình tổ chức lễ chắc chắn sẽ có những điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình thông cảm bỏ qua. Cái câu nói đó mình nói thì tại sao mình nó ứng dụng trong cuộc đời? Mình tổ chức một buổi lễ có một buổi thôi mà cố gắng hết sức nhưng vẫn còn sơ sót. Huống chi chúng ta sống cả một cuộc đời này không có sơ sót là chuyện không có.
Cái quan trọng là chúng ta thông cảm cho cái sơ sót đó. Và chúng quan trọng là chúng ta biết rằng một buổi lễ ngắn còn có sơ sót thì huống chi cả cuộc đời giao tiếp này. Đụng chạm thì chuyện đó phải có. Nhưng mà tất cả chúng ta phải mang cái tâm giác ra mà thông cảm, mang cái pháp ra mà thông cảm. Cho nên người nào sống được với bản chất Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo thì người đó là một người tuyệt vời. Bởi vì luôn luôn sống mà có thông cảm, và bản thân người đó cũng sẽ giảm thiểu làm phiền buồn những người xung quanh. Giảm thôi chứ không phải là không á. Nhưng mà mình có Phật, Pháp, Tăng. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Ba viên ngọc đó là Phật, Pháp, Tăng. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Để làm gì? Để tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Chúc đại chúng an lạc. Kính chúc đại chúng tối nay về ngủ ngon, và mong đủ duyên chúng ta sẽ gặp lại sáng mai. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phải tới là có ai muốn hát gì đó. Vị nào muốn hát thì xin mời lên. À, ôi, dạ dạ, mời hai vị lên đây. Pháp Hòa định đi tìm đó. Hôm bữa giảng ở Quang Minh thì hai vị muốn lên hát một cái bài hát mà lại không có cơ hội. Thì sau đó lại thâu và gửi qua cái đường email. Pháp Hòa có nghe bài nhạc này thì Pháp Hòa đang định email để xin cái bản gốc đó. Nhưng mà không ngờ hôm nay hai vị có mặt ở đây hay quá. Và trước khi hát thì xin quý vị giới thiệu bài hát này. Chúng con đang nghe Phật tử Đại Liên Hoan. Thì con mừng quá khi mà con gửi được cái bài hát qua cái thầy mà con nghe tin anh Lệ Hải gọi tới. Tụi con mừng quá. Nên con nói là thôi để đến hôm nay lên hát tặng thầy tại chỗ luôn. Fresh. Dạ, bài hát thì vợ chồng con đặt tên là Nối Vòng Phật Pháp. Hòa mình hội nhập Phật Pháp nhân duyên, dù mãi xa xôi lòng tin vẫn ở bên mình. Mừng thầy hành ngộ mang hồng dân phúc lớn, chúng con Phật tử có duyên đón thầy. Tình thầy mộc mạc thật ấm bên nhau, gần gũi nhau hơn, niềm tin giữ mãi bên mình. Từng lời thật nhẹ thêm lời ca tiếng hát, hát câu vòng cổ chứa chan thâm tình. Rồi đây Phật Pháp lan tỏa khắp nơi, lời Thầy giảng thuyết cùng nhau tụ về. Năm châu bốn bề gần nhau xích lại, để cùng vươn tới tình sâu đạo màu. Lời Thầy truyền đạt đủ sắc màu da, Thầy giảng trôi êm lời ăn ngữ rõ ràng. Thầy cho
am hiểu thêm niềm vui hạnh phúc. Truyền lời thuật ngữ ấm thêm tình thầy. Giờ đây hội tụ dưới mái chùa Lam, lời thầy thuyết giảng khắp nơi tụ về. Đồng tay từ đây gần nhau xích lại, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bóng. Hoa sen nở khắp đất lành chim đầu, vui câu Phật thờ, hạnh phúc muôn nhà. Phật pháp lan tỏa khắp nơi, lời thầy giảng thuyết khắp nơi tụ về. Năm châu bốn bề gần nhau xích lại, trời cùng vương tới tình sâu đạo màu. Lời thầy truyền đạt đủ sắc màu da, thầy giảng cho em lời anh ngữ rõ ràng. Thầy cho am hiểu thêm niềm vui hạnh phúc. Truyền lời thuật ngữ ấm thêm tình thầy. Giờ đây hội tụ dưới mái chùa Lam, lời thầy thuyết giảng khắp nơi tụ về. Đồng tay từ đây gần nhau xích lại, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bóng. Hoa sen nở khắp đất lành chim đậu, vui câu niệm Phật hạnh phúc muôn nhà. Hoa sen nở khắp đất lành chim đậu, vui câu niệm Phật hạnh phúc muôn nhà. Bây giờ Pháp Hòa xin hát một bài cho đại chúng nghe. Mời đại chúng nghe bài Sông và Biển được không? Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông.
bao la như biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi, nhưng có nghe Thầy dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi. Công mẹ sanh con Di Bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được. Và lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau, mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi, lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. Chín tháng cu mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca, con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã đến bờ với niềm hãnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tả. Vui vì con mình nay đã sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Nữa không? Mẹ ơi, mẹ đã thức với con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngây lời ru êm ả, mẹ đã ru chân con trẻ trên vàng néo sông Hầu. Lúc còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời. Nhưng khi đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng, mắt kia chỉ dìu dịu trách phiền. Con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già tuổi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Âu ơi gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm k
canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Mẹ đã thức chứ con, chờ đến ngày bông xê. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ, chỉ vì thương cho con trẻ còn lận đận nơi góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, nhưng bông sen kia vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Giờ là về ngủ ngon rồi ha. Bây giờ là Phật xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Chúc quý vị về ngủ ngon. Ngày mai sẽ gặp lại.